giải thích vì sao mà chúng tôi thua 3 bàn nhanh như thế. Vì khi tôi theo ghi nhận của tôi thì cả đội đều chơi không tốt trong hiệp 1. Trong khi hiệp 2 thì chúng tôi chơi rất tốt và tạo rất là nhiều tình huống ghi bàn cũng như là lấn lướt đối phương. Và cái kết quả 3-3 thì từ chỗ 0-0-0-3 mà thành 3-3 thì là cái kết quả tốt, nhưng mà nhìn toàn cục trận đấu ấy, thì đó là tôi thất vọng với kết quả này, bởi vì chúng tôi đã sân nhà, chúng tôi muốn giành thắng lợi, muốn giành 3 điểm chứ không phải chúng tôi muốn cái kết quả 3-3 một điểm này. Tôi không nghĩ như vậy, bởi vì trong bóng đá thì chúng ta vẫn thường thấy trong suốt mùa giải thế nào cũng có những cái quãng mà một đội bóng bị trồi xuống, và có những lúc ngay cả ở World Cup hiện nay chúng ta cũng thấy có những trận đấu của đội bóng thì phong độ rất là kém cỏi và cả đội họ đều chơi kém. Thì chúng tôi cũng đã từng có những trận đấu mà một hiệp chơi không tốt thì sau đó là một hiệp chơi tốt, hai ba trận liền đội bóng có thể chơi kém, sau đó một loạt trận tiếp theo lại chơi tốt. Điều đó chúng ta thấy trong suốt mùa bóng nó có thể xảy ra, có thể hiểu được.